Biên kịch Lưu Phương, đạo diễn Quỳnh Dĩ Kiệt, với sự tham gia của các diễn viên Thích Di trong vai Diệp Phùng Tinh, Tả Hàng trong vai Mẫn Tướng Nguyệt, Nhậm Ngôn Khải trong vai Phó Hạ, Ngô Kỳ Long trong vai Tiêu Hạng, Đặng Tùy Văn trong vai Thôi Phùng Bình, Nhạc Dược Lợi trong vai Diệp Quảng Quốc, Triệu Phi trong vai Mẫn Thu Hà, Dương Phi trong vai Giản Dịch, cùng một số diễn viên khác. Bộ phim Đứa con khác họ. Tập 7. KTV. Tên gì? Được. Cảm ơn nha. KTV Oscar. Nhân viên phục vụ. KTV. Nè, tôi mua một chai. Dạ, cảm ơn. Bia ngon tới đây. Cho nên, anh tính ở lại đây luôn sao? Đúng vậy, tôi không đi nữa. Dù sao nơi này cũng là quê hương của tôi. Tôi chuẩn bị kiếm việc làm ở đây, quen một người bạn gái. Còn cậu? Tôi sao? Chuẩn bị đám giỗ cho ba má cậu xong sẽ đi hả? Chắc vậy. Anh cảm thấy ở đây tôi còn gì phải lưu luyến nữa, phải không? Nè. Tổng giám đốc Tiêu. Một. Đừng để em xử lý làm chương trình khung cảnh đẹp nhất, tốt lắm. Cảm ơn anh. Tổng giám đốc Tiêu à. Bất quá ánh dương của anh năm nay có phải sẽ tiếp tục ủng hộ khung cảnh đẹp nhất của chúng tôi hay không vậy? Việc ủng hộ thì nhất định sẽ ủng hộ. Nhưng cậu phải coi kế hoạch của bộ phận kinh doanh. Kế hoạch. Nè, tôi mời anh. Nè, không sao chứ? Vậy tổng giám đốc Tiêu à, anh có chương trình của tôi rồi sao? Coi rồi. Anh cảm thấy sao hả? Cũng tốt lắm. Nè, chúng ta uống tiếp nha. Ủa, hình như là MC Diệp. MC Diệp làm sao tới hộp đêm vậy được chứ? Đi thôi. Mẫn Tướng Nguyệt. Quả nhiên là Tướng Nguyệt. Nhưng không biết phải cô ta không đây. Meow.
Tổng giám đốc Tiêu, chuyện là như vậy nè. Bảo Anh từ nước ngoài du học trở về, nỗ lực mấy lâu nay không dễ dàng gì trở thành MC của khung cảnh đẹp nhất. Cho nên là hy vọng anh ủng hộ Bảo Anh nhiều hơn nha. À, làm phiền một chút à, cho tôi hỏi ở đây có ai tên là Mẫn Tứ Nguyệt không? Mẫn Tứ Nguyệt, Nguyệt đó. Cô ta ở lầu 2. Người mặc bộ đồ gấu mèo chính là cô ta. Được. Ê, chị là MC Diệp hả? Ơi, cô nhận làm người rồi. Anh là giám đốc của tập đoàn Ánh Dương, còn gia thế của tôi cũng không có tệ. Nếu như không chỉ là trong công việc, trong đời thường anh cũng liên lạc với tôi nhiều hơn, tôi cũng không có ý kiến gì đâu. Cho nên thường ngày chúng ta thỉnh thoảng cũng có thể hẹn hò nhé. Chúng ta hẹn hò được không hả? Miệng của cô bị dơ kìa. Trời ơi, thiệt là ngại quá. Phép, đi toilet thiệt là ngại quá, ngại quá. Anh đi trước đi. Tổng giám đốc Tiêu. Trời ơi. Nè. Nếu như lộ chuyện này, giải thích tới lui sẽ phải nói ra chuyện ở New Zealand. Không được, không thể để anh ấy biết được. Wow, không nóng sao? Cô đứng đây làm gì hả? Mèo. Đóng giả con mèo làm gì không biết. Mang thêm rùa vô đây. Cô nghe tôi nói trước đi, tới đó rồi cô sẽ biết mà. Cuộc thi uống bia hôm nay có anh Phó ở bên trái và có anh Bàn ở bên phải. Đối đầu không khoan nhượng. Tôi xin tuyên bố cuộc thi uống bia chính thức bắt đầu. Hay lắm. Tên người quân tử Tiêu Hàng, lẽ nào muốn chơi mèo dần chuột với mình? Mà... cô đứng đó làm gì vậy hả? Mèo. Dọn bàn đi. Cô tạo dáng gì ở đây chứ? Mèo. Cô có biết lao bàn không? Mèo. Nếu cô còn giả bộ dễ thương như vậy thì mau xé ra ngoài cho tôi. Mèo. Đồ thần kinh. Mèo. Cô trừng mắt cái gì? Đó là cái khăn 007 cho tôi mà. Thì sao con biết nói chuyện hả? Cô lên, cô lên. Dữ. Alo. Alo, Phan Tinh, em đang làm gì? Em đang hợp tăng ca, đang hợp đó. Ồ, anh xin lỗi, xin lỗi. Anh vừa mới gặp một người nhìn rất giống em. Hả? Anh nhớ em sao? Phải đó, nhớ em lắm. Vậy anh không quấy rầy em nữa. À đúng rồi, vừa rồi anh mới gặp giám đốc cũng ở công ty em. Sau đó không khí ở trong đó không hợp với anh cho lắm, cho nên anh ra ngoài rồi. Em cũng đoán vậy. Được rồi, không nói nữa, tạm biệt nha. Tạm biệt em.
Từ từ thôi, đã nói là đừng uống nhiều quá rồi mà. Nè, ói đi, ói ra rồi sẽ đỡ hơn nhiều, cứ ói đi. Trời, chuyện quái gì vậy chứ? Con bé khùng này, người ta xử ngươi nè. Thiệt tình à? Không phải chứ. Ơi, từ từ, từ từ, từ từ, từ từ. Ói tiếp đi, ói hết sẽ đỡ hơn nhiều. Từ từ nha. Thế sao rồi, đỡ hơn chưa? Ghê quá, uống cho cố vô, lây lộn. Tại sao cô lại ở đây? Tôi phải hỏi anh câu này mới đúng chứ. Đây là nhà vệ sinh nữ mà. Có một chút vấn đề đó, tôi đang lánh nạn. Nè, nè, tôi gặp anh 3 lần rồi, không một lần nào là quang minh chính đại. Anh trốn cũng được, nhưng mà sao không vô toilet nam mà trốn hả? Đó là bởi vì anh ta đang ở trong nhà vệ sinh nam, làm sao tôi vào được. Anh đã bại hoại tới mức phải trốn cả đàn ông hả? Nam nữ đều không tha. Kinh khủng thiệt. Đó là bởi vì trong tình cảnh đặc biệt thôi. Tình cảnh gì chứ? Tôi vừa mới uống rất là nhiều bia, bây giờ tôi sắp nhịn không nổi rồi. Anh muốn làm gì? Không được nha. Con người có 3 cái gấp, cô có thể nào lượng thứ cho tôi một chút được không? Tôi cảnh cáo anh, nếu anh dám xem thường tôi, làm ra những chuyện khiến tinh thần tôi bị chấn động, tôi sẽ bắt anh tổn thương thể xác. Vậy cô ra ngoài đi. Ra thì ra chứ. Anh Sương, anh có nghe thấy không? Em bị người ta ức hiếp nè. Alo. Đây là nhà vệ sinh nữ, sao tôi phải ra ngoài chứ? Anh ra ngoài đi. Ở ngoài đó có phụ nữ, làm sao tôi ra ngoài được? Trời ơi. Alo ba hả? Ba ở đâu vậy? Hả? Trời đất ơi. Anh Hùng là em nè. Em bị người ta ức hiếp, anh tới giúp em đi được không? Phải đó, MC cũng bị người ta ăn hiếp mà. Giờ em gửi địa chỉ cho anh liền nha. Được, chút nữa gặp. Ông xã, gần đây em mới học được cách huýt sáo, em làm cho anh nghe nha. Dạ, dạ được. Trời ơi, chết mất. À, dạ được. Dạ, như vậy nha. Dạ, cũng được. Tạm biệt. Anh chịu nổi không đó? Ông xã, anh về tới nhà chưa? Thiệt tình là tôi không thể nào ngờ làm người có thể chết vì nhìn tiểu. Tôi thấy anh vẫn còn chịu được mà. À, anh làm gì mà uống nhiều vậy? Tôi tham gia cuộc thi uống bia. Họ nói giải thưởng sẽ quyên góp cho trẻ em mắc bệnh thận. Giờ tôi chưa quyên góp thì thận của tôi sắp bể rồi. Chắc là tôi chết mất. Để tôi chút, chừng nào thận tôi bể, cô chạy được bao xa thì cứ chạy nha. Anh yên tâm đi, tôi chạy được bao xa tôi sẽ chạy. Thật không ngờ là anh cũng có lòng tốt như vậy ha. Chuyện đó là đương nhiên rồi. Tôi lương thiện vậy mà. Không giống một số người, không giống một số người mở miệng là nói dối. Trời ơi. Trời má ơi. À phải rồi, sao cô ở đây vậy? Nếu không phải giúp anh tìm Tứ Nguyệt thì tôi tới mấy chỗ này sao? Thì không ngờ cô ngoài nói dối và nhìn lén người khác tắm ra thì cô cũng tốt bụng dữ ha. Đương nhiên rồi. Ôi. Trời ơi. Tạm biệt.
hình như đi rồi. Anh gỡ ra giùm tôi đi. Xác như vậy làm sao mà gỡ ra được? Trời ơi, anh ở vị trí đó làm sao tôi gỡ được? Xa ra một chút. Sao mà anh ngốc dữ vậy? Để tôi, anh dễ chặt nha. Trời ơi. Sao cô không ra ngoài đi? Anh bị khùng hả? Tôi vậy làm sao ra ngoài? Đừng có nhìn tôi, mau quay người lại đi. Mau lên. Nè. Hả? Còn không mau đi kiếm bộ khác giùm tôi. Được, cô để tôi chút nha, tôi giải quyết vấn đề cá nhân trước. Sao? Đây là một nhà hàng chủ đề quá trang, cô phối hợp một chút đi. Tôi mặc như vậy ra ngoài để báo đại bác gặp thì họ sẽ giết gì về tôi đây? Vậy thì cứ xem như là tạo một tin tức lớn cho làng giải trí đi. Chỗ này cũng được ha. Ê, nè, nè. Trời ơi, chạy đi đâu mà làm gì không biết nữa. Cô mới là đàn ông đó. Nè, nếu không phải tài anh á, tôi đâu cần từ đầu tới chân với đàn ông vậy. Để người khác bắt gặp sẽ nghĩ tôi ra sao đi. Họ tưởng tôi làm gì trong nhà vệ sinh hả? Còn không mau đi đi. Quần áo của tôi. Mau lên. Mau lên. Làm ơn cho qua. Làm ơn cho qua đi. Đứng lại. Làm ơn cho qua một chút. Làm ơn. Đứng lại. Làm ơn. Cho qua. Làm ơn cho qua nha. Xin lỗi. Xin lỗi nha. Làm ơn. Mau lên. Đứng lại. Trời ơi. Chết rồi. Cửa khóa rồi. Nè, tên biến thái trộm đồ chết tiệt. Mấy người chết chắc. Mẫn Tứ Nguyệt. Hả? Mẫn Tứ Nguyệt. Phó hả? Trời ơi. Nè. Anh Hùng à, chính là cô ta đó. Chính là con mèo này nè. Đánh cô ta giùm em đi. Tôi đánh. Trời ơi, đánh đi. Đánh nó đi. Trời ơi. Đánh cho mày đánh đi. Làm gì vậy? Đừng đánh nữa. Đừng mày. Trời ơi. Trời ơi, đánh đi. Đừng đánh nữa. Đánh cho mày đâu. Đi vậy. Đánh nè. Trời ơi. Đúng rồi. Thôi. Chết đứng đi. Lại. Đừng đánh nữa. Đúng rồi. Đánh nữa. Trời ơi. Trời ơi. Có sao không vậy? Hả? Đứng lên. Nè. Đi thôi. Nhanh lên. Cũng may là không ai đuổi theo hết.
Nè anh em, chúng ta bao năm rồi không gặp vậy hả? Nè, 12 năm rồi đó. Cô có biết là tôi nhờ cô ta tìm cô không? Đã 12 năm rồi hả? Cảm ơn MC Diệp nha. Không có gì đâu. Chuyện này thiệt tình tôi phải cảm ơn cô rồi. Thì không ngờ chuyện cô hứa với tôi cô đã làm được rồi. Tôi đã sớm nói rồi, chỉ cần là việc tôi hứa với anh thì tôi nhất định sẽ làm được hết. Chứ không như anh, đừng tưởng dùng 100 tệ mà tôi uống ly nước là có thể giải quyết vấn đề nha. Anh phải mời tôi bữa lớn đó. Không có tiền. Được rồi, hôm nay em sẽ làm chủ, mời hai người ăn bữa lớn. Em biết gần đây có một nhà hàng rất là ngon luôn. Cô mời. Đi thôi. Đi. Ủa, chị Phùng Tinh à? Chị ăn đi, đồ nướng ở đây ngon lắm đó, chị thử coi. Phải đó, cô nếm thử đi, đúng là rất ngon. Đúng rồi đó. Tuyết Nguyệt, phải rồi. Cô có còn nhớ hồi chúng ta đi học, lớp kế bên có một tên mập, cô còn nhớ không? Cái tên mập đó bây giờ hình như là huấn luyện viên thể hình. Huấn luyện viên thể hình? Hắn mập vậy sao có thể được? Có gì là không thể chứ. Đúng rồi đúng rồi, tôi còn nhớ lớp kế bên của chúng ta có một bạn đeo kính, sau đó thì chúng ta còn kêu cô ấy là em gái bốn mắt. Người mà anh nói có phải là cái người thương thầm anh, ngày ngày chạy theo sau lưng anh, còn cưỡng hôn anh không hả? Đúng không? Cô đang nói cái anh gì coi vậy? Nè, có phải là anh còn nhớ cô ta không? Thương không phải, tại sao lại nhắc tới chứ? Chắc chắn là anh còn nhớ cô ta rồi. Wow, tôi ngưỡng mộ hai người thiệt. Hai người có một tình bạn rất trong sáng, cảm động lắm. Chị Diệp à, lẽ nào chị không có những người bạn nhớ mãi không quên như vậy sao? Tôi hả? Hình như là không có thì. Nè, mới nhìn đã thấy cô là một người lạnh lùng toàn diện rồi. Xiên thịt của anh nguội hết rồi kìa, mau ăn đi. Đừng nói bậy nữa. MC Diệp à, thực ra thì em vẫn luôn ngưỡng mộ chị, em vô cùng yêu mến chị. Có thể làm bạn với em được không? Coi như là cho em một cơ hội đi. Trời ơi, tốt thiệt đó. Hôm nay tôi không chỉ có thể gặp lại người bạn thân đã mười mấy năm không gặp, còn được kết bạn với người nổi tiếng. Đúng vậy. Ngày vui như vậy nhất định phải chúc mừng một ly. Nè nè nè. Chúc mừng. Nè, cạn ly. Cạn ly. Cạn luôn. Chúng ta cạn ly. Cạn đi. Cảm ơn chú nha. Không có gì. Đứng lại. Xem ra em vẫn còn chút lương tâm. Năm nào tới ngày giỗ của ba má em cũng đều trở về, cho nên dù em trốn thế nào cũng không thể trốn được. Thiệt tình là em không hiểu, em có đi tới đâu cũng không thoát được bóng vuốt của anh. Em nói trước cho anh đó nha, qua ngày giỗ của ba má em sẽ lập tức rời đi. Muốn đi đâu nữa? Em là cháu ngoại duy nhất của chủ tịch. Em coi bây giờ em thành cái gì? Rốt cuộc em muốn phiêu bạt bên ngoài tới chừng nào đi? Em cũng đã hai mươi mấy tuổi rồi, tập đoàn Ánh Dương sớm muộn cũng sẽ giao cho em. Em có từng nghĩ tới chuyện này không? Nè anh Hàng, rốt cuộc anh có biết á hai chữ tự do viết thế nào hay không? Thôi bỏ đi bỏ đi, con người có trái tim chỉ biết công việc như anh á chắc chắn là không biết được rồi. Sinh mệnh thành quý giá, ánh mặt trời càng cao,
nếu theo đuổi tự do, dám buông bỏ mọi thứ. Hay, hay cho câu dám buông bỏ mọi thứ ha. Nếu như em đã nói vậy á, thì từ ngày mai em sẽ kêu cậu Thẩm khóa thẻ tín dụng của em. Chừng nào em chịu trở về Ánh Dương thì chừng đó sẽ mở thẻ. Ê, đừng mà, đừng mà. Anh làm người có thể đừng tuyệt tình vậy không? Ê, đây không phải là anh tuyệt tình, đây là chủ tịch tuyệt tình. Anh nói cho em biết, anh cho em thời gian 3 ngày sắp xếp mọi chuyện, chuẩn bị trở về. Bằng không, có lẽ không chỉ đơn giản là thẻ tín dụng thôi đâu. Ừ? Suy nghĩ cho kỹ đi. Được rồi, chẳng qua chỉ là về đi làm thôi mà. Đi thì đi. Ừ. Anh nói đi là phải đi sao? Đường đường đại giám đốc lớn của tập đoàn Ánh Dương mà chạy mắc lừa vậy hả? Bóp tiền của mình đâu rồi? Mấy cái thẻ tín dụng của mình ở trong bóp mà. Đại ma đầu, tưởng làm vậy thì tôi nhận thua hay sao? Nằm mơ đi. Giám đốc, chuyện của lãnh hàng tiến hành tới đâu rồi? Hey, cậu đừng có nhắc nữa. Tôi là lão tiền bối gặp vấn đề mới đó. Tôi còn chưa gặp được Bùi Tân Dân. À, ông ta mới nghe nói thảo luận công ty trung gian sống chết không chịu gặp. Tôi đã nhờ tất cả mối quan hệ có thể nhờ, đều không có kết quả. Lão Bùi Tân Dân này nói gặp mặt dễ dàng, cũng không tới lượt chúng ta. Đúng vậy. À, tôi có vài người bạn giới thiệu cho vài công ty khác, chi bằng chúng ta thử chuẩn bị phương án dự phòng. Không không không, con nghĩ tạm thời chúng ta không cần phải vội, đừng nghĩ tới chuyện từ bỏ. Giám đốc à, bất luận thế nào hãy tìm cách giúp con gặp được ông ta. Được, tôi sẽ nghĩ thêm cách khác. Ừ. À, tới giờ ăn trưa rồi, tôi mời cậu. Ờ, trưa nay còn có hẹn rồi. Mấy cái này để coi. Alo, Phùng Tinh à, chúng ta cùng nhau ăn trưa đi. Không phải ban ngày anh bận lắm sao? Dù bận tới mấy, ngày đặc biệt anh cũng phải nhớ nè, không phải là em quên rồi chứ? Anh không nói em cũng quên thiệt á. Hôm nay là ngày kỷ niệm chúng ta quen nhau. Em xin lỗi nha. Bạn gái. Tôi nghe Phùng Tinh nói hôm nay là ngày kỷ niệm hai đứa quen nhau, cho nên mới thuận đường qua đây chúc mừng một tiếng. Cảm ơn bác. Chuyện nhỏ như vậy Phùng Tinh cũng nói với bác sao? Chuyện của con gái nhỏ mấy cũng thành chuyện lớn. Lúc trước tôi có hỏi nó hai đứa quen nhau bao lâu rồi, nó cũng không chịu nói cho tôi biết. Tụi con quen nhau được 5 năm rồi. Con cũng biết thời gian 5 năm không phải là ngắn, nên con đã từng nghĩ tới chuyện kết hôn với Phùng Tinh. Đã 5 năm giấu từ lâu tới như vậy, thật tình tôi cũng không biết hai đứa ở bên nhau đã 5 năm còn tính chuyện kết hôn luôn rồi. Cậu nôn nóng kết hôn với Phùng Tinh nhà tôi như vậy, cậu thật lòng xác định con bé là duy nhất của cậu sao? Bà gái, con biết bác và bác trai xem cô ấy là cành vàng lá ngọc, bất luận thế nào cũng không yên tâm giao cô ấy cho người khác.
Nhưng mà con xin bác tin tưởng thành ý của con. Bác có thể yên tâm giao cô ấy cho con. Cậu có thật sự biết nó là cô gái thế nào không? Bác có ý gì? Tôi là má của nó, tôi đương nhiên rất hiểu nó. Thật ra Phùng tin nó. Má sao má lại tới đây? Tới rồi sao? Tổng giám đốc Tiêu, hôm nay là ngày kỷ niệm hai đứa quen nhau, tôi vốn dĩ không nên tới quấy rầy. Tôi tới là bởi vì trong nhà hiện giờ có chút chuyện. Tôi muốn Phùng Tinh theo tôi về để xử lý việc này. Nếu như trong ngày như hôm nay tôi mượn Phùng Tinh đi, cậu không chấp nhất chứ? Đương nhiên là không sao. Má lên xe đi. Con vẫn nói dối gạt má. Con nói con mới hẹn hò với Tiêu Hàng, thì ra hai đứa đã quen nhau 5 năm. Con vẫn luôn giấu má, không để cho má biết. Rốt cuộc con còn nói dối bao nhiêu chuyện nữa? Con hãy nói cho má biết đi. Nhìn con kìa, con lại nhìn má bằng ánh mắt này. Không biết trong lòng con còn che giấu những ý đồ xấu xa nào nữa. Con không cần xảo biện đâu. Má biết trước giờ con không hề muốn em gái con trở về. Diệp Phùng Tinh, rốt cuộc con đã gạt má bao nhiêu chuyện rồi? Rốt cuộc trái tim con mang màu gì vậy hả? Hả? Má nói con biết. Con đừng tưởng rằng con đám cưới với Tiêu Hàn thì con có thể muốn gì được nấy. Nếu như ngày nào mà chưa tìm thấy em gái con thì ngày đó con không được hạnh phúc đâu. Con đừng mơ tưởng nữa. Má, không phải con vẫn đang tìm em gái con sao? Con đừng có nói nữa. Má biết con vốn dĩ chưa từng đi tìm nó. Con thực sự tưởng rằng má và ba con là kẻ ngốc hay sao? Sẽ tin con gạt sao? Không phải vậy, không phải như má nói đâu má ơi. Được rồi, con không cần xảo biện, má không tin con nữa đâu. Bây giờ má cho con thời gian 3 tháng. Trong vòng 3 tháng, nếu như con không tìm thấy em gái con, má sẽ tiếp nhận phỏng vấn của báo giới, công khai tất cả câu chuyện của con trước mặt tất cả mọi người. Công khai con vốn dĩ không phải là Diệp Phùng Tinh. Coi con còn có thể tự cao tự đại như hiện giờ nữa không? Má, chúng ta có thể về nhà rồi nói chuyện được không má? Má không có gì để nói với con nữa. Con về đi. Em về tới nhà chưa? Vừa rồi anh quên nhắc em, ngày mốt lúc gặp mặt giám đốc Lý, em nhớ mang đôi bông tai phiên bản giới hạn nha, để ông ta nhìn thấy. Món trang sức đó thật sự rất phù hợp với khí chất của em. Đoàn Tử. Ê, Tướng Nguyệt. Ê, Tứ Nguyệt à, trai đẹp này là ai vậy? Là bạn của tôi đó. Bạn của cô sao? Ừ. Anh đẹp trai, chào anh. Tôi là Đoàn Tử, quản lý của cửa tiệm này, là người bạn thân nhất của Tứ Nguyệt. Hai ly cà phê latte. Anh đẹp trai quá đi. Hai ly cà phê latte. À, latte phải không? Được được được, tôi mang tới liền đây. Ừ. Nói đi, là chuyện gì? Nghèo rồi, mất tiền. Cho tôi mượn chút tiền đi. Mượn tiền của tôi hả? Đâu phải là tôi không trả. Làm gì nhỏ mọn dữ vậy? Nói cho cậu biết,
Tôi chỉ còn có 200 thôi đó. Nè, cậu coi. Ê. Tôi trả cậu 300. Có nhớ trả không đó? Cà phê tới rồi. Anh đẹp trai ơi, cần mượn tiền hả? Mượn của tôi nè, còn nữa nha, không cần trả. Nhưng mà khoản tiền anh nợ dùng thân thay thế nha. Nè 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 nè. Hả? Nè, tại sao cà phê của cậu ta có trái tim, còn của tôi có đủ là tốt lắm rồi, còn nhiều lời nữa. Thứ mì trai. Chị Đoàn Tử có điện thoại hả? Có điện thoại. Ờ, tôi biết rồi, chút nữa tôi quay lại nha. Nè. Tôi mượn tiền của cậu không phải là không mượn không đâu. Tôi mang cho cậu một món đồ. Là món gì chứ? Dây chuyền ngôi sao của tôi. Tôi còn tưởng đâu là mất rồi chứ. Thì ra vẫn còn ở chỗ cậu sao? Tôi biết cậu dựa vào thứ này để tìm lại ba má ruột của mình, cho nên vẫn giữ lại cho cậu đó. Nè, giúp cậu bảo quản cũng cực lắm đó. Cảm ơn cậu nha.风车悄悄带着下面穿过城市，孤独也很光鲜。只怕还有眼泪被人发觉会狼狈，优雅的说再见。就像蝴蝶，孤单盘旋，不是我笨，只是过程会一直等，等不到。 的人，只是想要有个人陪，想要有个人分享天黑，醒来后才发觉，已是空荡荡的房间，只是想要有个人陪，无所谓，哪怕是一瞬间。 假装都无所谓，只是想要有个人陪，只是想要有个人。 天黑，醒来后才发觉，只是空荡荡的房间，只是想要有个人陪，无所谓，哪怕只一瞬间，假装都无所谓。 什么都无所谓。